Thư ký Bạch ngày nào cũng muốn từ chức. Tập 7. Chết đi được. Rửa cái gì mà rửa chứ? Qua 12 giờ chẳng phải tụi nó tự sạch sao? Nhìn kỹ đúng là xa hoa thật. Ga giường 50.000 tệ, sờ vào đúng là thoải mái. Dù sao hôm nay cũng không từ chức được, chi bằng hưởng thụ một chút. Alo, sếp, cô đang làm gì thế? Không phải anh ta nắp camera giám sát chứ? Vẫn ở nhà tôi à? Đúng. Nhưng mà tôi sắp được về ngay rồi. Thư ký Bạch, đừng đi vội. Tôi về, tốt nhất là cô. Alo. Alo. Thục mạng. Vẫn là ga giường 50.000 tệ, nằm thoải mái hơn. Dù sao cũng không nghỉ việc được, chi bằng hưởng thụ cho đã. Ngày mai lại tính. Sếp, hình như bệnh niêm dạ dày của tôi lại tái phát rồi. Tôi muốn xin nghỉ một ngày. Khó khăn lắm mới cho bản thân nghỉ ngơi. Phải hưởng thụ hết mình mới được. Dù sao tiền mình tiêu ngày mai sẽ trở về. Sếp, nhiệt độ thích hợp nhất của một là 75 độ. Ở đâu nhỉ? Sếp, bản báo cáo anh cần ở trang này. Tài liệu của buổi đấu thầu ngày mai phải để thư ký Bạch nát nhận lại mới được. Các đồng chí đã đến đủ rồi, giờ chỉ thiếu đồng chí trà sữa nữa thôi. Tới rồi. Trà sữa ơi, trà sữa, trà sữa, trà sữa, trà sữa, trà sữa, trà sữa. Không ngờ thư ký Bạch lại quan tâm hình tượng của cô ấy trong lòng mình như vậy. Thư ký Bạch, không cần trang điểm đâu. Sao anh lại tới đây? Anh làm gì thế? Dạ dày bị lạnh rồi. Mà còn đi chân đất.
Không phải cô chia tay cả ngày khóc lóc, nhìn vật nhớ người, nên mới bị tâm bệnh đấy chứ. Tôi quên mất thôi. Sau khi chia tay thì nên vứt đi. Vứt hay lắm. Nếu cô tưởng tôi tới thăm bệnh thì e là cô phải thất vọng rồi. Lấy máy tính ra đây, chúng ta đối chiếu lại tài liệu. Âm hồn không tan. Chết rồi, là trà sữa. Để tôi đi. Tôi đi. Trà sữa trân châu thêm khoai môn nghiền, nêm dừa, thêm trân châu trắng. Đây là cháo à? Dạ dày tôi không thoải mái mà, nên muốn ăn cái này. Muốn ăn cháo thì ăn cháo. Trà sữa không tốt cho sức khỏe. Trà sữa của mình. Thư ký Bạch, ngay cả bản thân mình thì sao có thể chăm sóc cô được, có thể sớm khỏe lại. Thật tốt, tôi quyết định miễn cưỡng nấu một bát cháo cho cô. Sao tự nhiên lại tốt với mình vậy? Cháo. Nấu cháo thế nào? Thư ký Bạch, nhà cô có muối biển Hawaii không? Không có, không có. Cô đang làm gì thế? Tôi... Không ngờ thư ký Bạch nại ôm ảnh mình đi ngủ. Sếp, anh đừng hiểu lầm. Đây là ảnh dùng cho buổi họp báo ngày mai. Không cần giải thích, rất bình thường mà. Rửa tay ăn cháo đi. Mau ăn đi. Thanh đạm quá đi mất. Mình muốn ăn tôm hùm đất. Nóng. Ăn đi. Không ngờ anh ấy nại có một mặt như thế này. Thế nào? Đẹp trai. Tôi nói cháo cơ. Tôi vào nhà vệ sinh một lát. Mình đang làm gì thế? Phùng Luật. Đúng rồi. Chiều nay còn buổi ký hợp đồng nới công ty lừa đảo. Không thể để phim Thế An đi. Phải để cô ấy uống cái này. Thư ký Bạch, sao không mở được cửa? Sếp, để tôi xem giúp anh, đừng sốt ruột nhé. Sếp, hình như cửa bị hỏng rồi. Mau gọi điện cho công ty phá khóa. Chiều nay tôi còn cuộc họp nữa. Vậy anh chờ một lát nhé. Không chờ được công ty phá khóa rồi. Không kịp nữa rồi.
luật sư Phùng, xin lỗi, tôi tới muộn, cô giải thích với công ty đối tác. Thế à, may mà anh không tra ra công ty bên họ nóc vấn đề về tín dụng. Chuyện ký hợp đồng núng ta cứ hoãn lại đã. Cửa nhà vệ sinh đã lập công lớn cuộc rồi. Cuộc sống luôn tràn ngập niềm vui bất ngờ mà. Uống thuốc đau dạ dày đi. Tôi đỡ nhiều rồi, không cần uống ăn nữa. Ăn cháo tôi nấu, tất nhiên là nhưng sẽ đỡ rồi. Chỉ là tạm thời thôi, nhảy uống thuốc để thêm tác không dụng. Không cần đâu, uống chết đi. Rồi. Thực sự không cần mà, tôi không muốn uống. Tỉnh, thư ký Bạch ngày nào cũng muốn từ chức.